bé sinh bị viêm amidan sốt mệt của họng sưng đỏ nuốt rất đau mẹ xịt xịt họng nhất nhất cho bé và chỉ sau 4 ngày amidan đã khỏi bị viêm họng hạt nên anh tuấn thấy họng ngứa khô rát và ho nhiều nhất là vào buổi sáng anh xịt xịt họng liên tục và chỉ sau hơn một tháng các hạt viêm đã biến mất bác ngân là tín đồ của xịt họng nhất nhất bị ho xịt ngứa họng xịt đau rát họng xịt trước khi đi ngủ xịt thay đổi thời tiết hay uống đồ lạnh bác xịt để đề phòng viêm họng ho xịt họng nhất nhất thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút hãy xịt ngay khi ngứa họng để ngăn chặn cơn ho đã có xịt họng nhất nhất hương cam cho trẻ em